Robot là một công ty thiết bị điện có lịch sử hình thành gần 30 năm. 30 năm nay là Robot cũng đã trải qua rất nhiều cái cuộc hành trình chinh phục thị trường. Và chúng tôi cũng đã khảo sát toàn bộ cái lịch sử hình thành của Robot. Và chúng tôi cũng đã tìm hiểu tất cả các thông tin về sản phẩm Robot. Đa số đều là chất lượng với lại mang lại cái phục vụ cho thị trường cái chất tốt. Cho nên kỷ lục Việt Nam là một trong đánh giá cả một cái thành tựu của một cái doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là một sản phẩm bình thường. Những sản phẩm của Robot đã chinh phục được hầu hết các thị trường khó tính của Việt Nam về thiết bị điện. Và bây giờ là Robot đã đưa ra một sản phẩm mà chúng tôi cũng rất là thú vị khi khảo sát thị trường và có những cái tính ưu việt đặc biệt của máy lọc nước ion kiềm của Robot. Cho nên là chúng tôi đã xác lập kỷ lục Việt Nam theo bộ tiêu chí là sự độc đáo, sự sáng tạo trong những cái ưu việt của sản phẩm và cái sản phẩm có tính cạnh tranh rất cao, không có một sản phẩm trên thị trường có những cái tính năng đặc biệt đó, cho nên là được xác lập kỷ lục Việt Nam.